Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin khó khăn chồng chất sau thời giãn cách. Suốt từ 4 tháng đến bây giờ đóng cửa, gần nửa năm dân tình có làm ăn gì được đâu. Mọi người phải đem tiền tiết kiệm ra tiêu. Làm ăn cái gì cũng khó vì người ta còn tiền đâu mà mua. Đó là tâm sự của anh Đặng Thành Trung, chủ một cơ sở chuyên sản xuất nước tinh khiết đóng chai ở quận Long Biên, Hà Nội. Các đợt giãn cách hạn chế ra đường liên tục được triển khai ở Hà Nội trong thời gian vừa qua đã khiến cơ sở của anh phải đóng cửa suốt mấy tháng vì không bán được hàng, kể cả có người đặt mua đi nữa thì cũng không thể vận chuyển tới. Đây là hình ảnh hàng loạt các cửa hàng ở phố Chùa Bộc, Hà Nội phải ngừng kinh doanh trả mặt bằng để cắt lỗ trong mùa đại dịch. Lao động thì nghỉ việc, nhưng anh vẫn phải xoay sở để trả lương giữ chân họ, tránh việc phải tuyển mới và đào tạo lại. Hiện cơ sở của anh đang đứng trước nguy cơ phá sản và giải thể. Các trường học tiếp tục đóng cửa, không đặt hàng của anh. Các công ty và doanh nghiệp chỉ mua ở mức tối thiểu. Còn các hộ gia đình thì gần như không còn tiêu thụ mặt hàng nước đóng bình của anh nữa. Cùng hoàn cảnh với anh Trung, chị Nguyễn Thu Thủy, một cư dân tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng rất lo lắng khi thu nhập của gia đình chị đã giảm rất mạnh vì Covid-19. Chị là một viên chức trong một tổng công ty nhà nước và cũng kinh doanh làm thêm ở ngoài. Chị Thủy giờ chỉ còn trông cậy vào đồng lương viên chức hàng tháng, vốn không đủ chu cấp cho gia đình. Chị nói, năm nay lại càng khó khăn hơn năm ngoái. Năm ngoái thì chỉ có vài đợt giãn cách thôi, mà mỗi đợt cũng ngắn nên ngoài thu nhập ở chỗ làm thì mình vẫn còn làm được chuyện này, chuyện khác, có thêm nhiều khoản. Chứ năm nay thì giãn cách liên tục và kéo dài như thế này nên có làm ăn gì được đâu, chị chia sẻ. Theo chị Thủy, không ít gia đình như chị đã phải đem tiền tiết kiệm ra tiêu và đến thời điểm này tiền đã cạn mà vẫn chưa nhìn ra cơ hội mới. Chị nói giờ phải ráng tằn tiện, chất bóp sao cho đủ trong khoản lương ít ỏi của hai vợ chồng, may thì cầm cự được qua năm nay. Và bây giờ ai nhờ chị giúp đỡ thì chỉ được đồ ăn thôi, chứ tiền thì không có. Bà Nguyễn Minh Dung, một viên chức ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như vậy. Đây là hình ảnh một tạp hóa ở Hà Nội bán hàng qua lớp rào chắn. Bà Dung cho biết thời gian vừa qua, một người cháu tìm tới bà xin giúp đỡ do làm ăn thất bát vì Covid, nhưng bà không có khả năng khi đồng lương của cả nhà cũng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện. Bà chỉ có thể rút chút thức ăn có sẵn nhờ vào chương trình thực phẩm sạch mà cơ quan của bà đặt hàng cho nhân viên và trừ trực tiếp vào tiền lương. Theo bà Dung, với tâm trạng hân hoan của một số bạn trẻ khi Hà Nội mới mở cửa trở lại, hàng quán được phép đón khách, những lao động chính trong gia đình như bà đang lo lắng về một thời kỳ đặc biệt khó khăn sau quãng thời gian giãn cách quá dài để chống chọi với đại dịch Covid. Bà nói, đường phố Sài Gòn đông lại như ngày thường, chỉ có khác là trung tâm mặt bằng bị trả lại hơi nhiều nên nhìn nhếch nhác thê thảm, mà sắp tới chắc còn thảm hơn. Sài Gòn và Bình Dương là vùng trọng điểm kinh tế, chừng nào còn ngăn cách hạn chế đi lại bằng thẻ xanh, thẻ vàng, thì chừng đó kinh tế vẫn chưa thể bắt đầu phục hồi cho toàn miền Nam và cả Nam Trung Bộ, vì kinh tế, du lịch, bất động sản v.v. mọi thứ đều từ Sài Gòn mà ra. Facebook Trần Thái Hòa thì đưa ra nhận định như sau. Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam khiến cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống dịch bệnh. Sau gần 6 tháng giãn cách xã hội, ở nhiều cấp độ thì sức khỏe của doanh nghiệp đã không còn như trước. Doanh nghiệp đang đối mặt với hàng ngàn khó khăn và thử thách. Đây là hình ảnh một doanh nghiệp đang áp dụng 3 tại chỗ để duy trì sản xuất trong đại dịch. Đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và khủng hoảng về lao động đang là thách thức đối với doanh nghiệp phía Nam trong thời điểm này. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cứ khoảng 10 doanh nghiệp thì có xấp xỉ 9 doanh nghiệp cho người lao động thôi việc do hoạt động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Như vậy, trung bình có 90% doanh nghiệp đã giảm quy mô lao động. Đó là chưa kể nhiều lao động đang rời khỏi các tỉnh như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, vân vân. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, có 96% doanh nghiệp gặp ít nhất một trong các vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị như khó tiếp cận khách hàng, mất cân đối dòng tiền hay đứt gãy chuỗi cung ứng. Khôi phục sản xuất, doanh nghiệp còn phải đối diện với khó khăn nội tại, đó là không có tiền để duy trì hoạt động sản xuất.
Thống kê có tới 46% doanh nghiệp chỉ còn tiền để sản xuất trong vòng 1 đến 3 tháng tới. Trong khi đó, các gói hỗ trợ tài khoá, gói chính sách tiền tệ, tín dụng, gói hỗ trợ an sinh thì nhiều doanh nghiệp không tiếp cận được. Tổng cục Thống kê cũng cho biết khoảng 1,3 triệu lao động đã về quê tránh dịch tính từ tháng 7 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua. Ngoài ra, số người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về quê trốn dịch từ mùng 1 tháng 10 cho đến nay dù chưa được thống kê nhưng chắc chắn không ít hơn nửa triệu người. Đây là hình ảnh hàng ngàn chiếc xe máy của người dân về quê tránh dịch ở một khu vực cách ly tập trung ở Kiên Giang. Số liệu Tổng cục Thống kê công bố vào ngày 12 tháng 10 cho thấy số 1,3 triệu lao động nêu trên, khoảng 324.000 người trở về từ Hà Nội, 292.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và 450.000 người trở về từ các tỉnh thành khác ở phía Nam. Lao động rời thành phố lớn, trung tâm công nghiệp về các vùng quê diễn ra liên tục từ tháng 7 đến năm nay. Tuy nhiên, số liệu thống kê lần này chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng 10, khi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách. Thống kê 930.000 người từ 15 tuổi trở lên đã trở về địa phương, khoảng 34% đang có việc làm, 38% thì mất việc, không tìm được việc làm do giãn cách, cách ly và còn lại là không có thu nhu cầu làm việc do e ngại dịch bệnh. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động nhận định rằng khá đơn giản khi nhu thu hút lao động về lại trung tâm công nghiệp thành phố lớn bởi tâm lý lưỡng lự e ngại của người dân. Chính sách phòng chống dịch của nhiều tỉnh thành đang rất khác nhau và người lao động không thể lường được mức độ ổn định của các biện pháp này. Tương tự, doanh nghiệp cũng mong chờ chính quyền có chính sách nhất quán, không thể liên tục nối dài chỉ thị 16. Chúng tôi mạnh dạn khuyến nghị các cấp có giải pháp chống dịch đồng bộ giữa các địa phương, thống nhất từ trên xuống, sớm khôi phục sản xuất thì người lao động mới nhanh quay lại thành phố làm việc. Ông Nam đã nói như vậy. Đây là hình ảnh dòng người Việt Nam về quê tránh dịch tạm nghỉ trên đỉnh đèo Hải Vân giữa đêm ngày 6 tháng 10. Bức tranh thị trường lao động, việc làm, thu nhập quý 3 thể hiện nhiều đứt gãy, biến động do ảnh hưởng của đợt dịch và giãn cách xã hội kéo dài. Lao động, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 673.000 người, trái ngược so với xu hướng trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là người mất việc tại các tỉnh thành ở phía Nam quay trở về địa phương và làm việc trong ngành này. Số lao động ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ đã giảm mạnh chưa từng có trong nhiều năm gần đây, lần lượt là hơn 952.000 người và 2,3 triệu người so với quý trước. Thu nhập bình quân trong tháng của người lao động vì thế xuống mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua, giảm 877.000 đồng, xuống còn có 5,2 triệu đồng. Lao động khu vực dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng nặng nhất khi thu nhập bình quân còn khoảng 6,2 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với quý trước. Lao động ngành công nghiệp và xây dựng giảm 906.000 đồng, xuống còn có 5,8 triệu đồng. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động của quý này đã tăng lên mức độ cao nhất trong vòng 10 năm qua, là khoảng 1,8 triệu người. Trong khi đó, tỷ lệ thiếu việc làm ở thành thị là khoảng 5,3%, cao hơn so với nông thôn là khoảng 3,9%. Diễn biến phức tạp của đợt dịch cùng với thời gian giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều tỉnh thành đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp quý 3 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm tới 3,98%, đây chỉ là lý thuyết. Số người có việc làm ở khu vực chính thức lẫn phi chính thức đều sụt giảm, lần lượt gần 469.000 người và 2,9 triệu người. Hàng triệu lao động khu vực phi chính thức đã không còn cơ hội tìm được việc làm, kể cả tạm thời, đưa đến cuộc sống người dân khắp cả nước ngày một thêm khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 với bản tin Khó khăn chồng chất sau thời gian giãn cách. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.